cơ quan thống kê châu Âu thông báo mức nợ công của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone tăng mạnh trong năm 2020 do chính phủ các nước chủ yếu dựa vào các khoản vay giá trị lớn nhằm triển khai các gói hỗ trợ nền kinh tế ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19. Năm 2020, nợ công 19 quốc gia thành viên Eurozone tăng từ 1.200 tỷ euro lên 11.100 tỷ euro, tương đương 98% tổng sản phẩm nội địa GDP toàn khu vực. Với mức nợ công này, thâm hụt ngân sách của Eurozone là 7,2 GDP. Theo thống kê, các quốc gia thành viên Eurozone vay nợ nhiều nhất trong năm 2020 đều là những nước vốn đã có mức nợ công cao trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra. Trong đó, Hy Lạp chứng kiến nợ công cao nhất tại châu Âu, tăng 25% trong năm 2020 lên mức 341 tỷ euro, tương đương 205,6% GDP. Ngược lại, Estonia, một thành viên mới của Eurozone, là nước có tỷ lệ nợ công thấp nhất là 18,2% GDP.